Chào các bạn đến với kênh Tâm lý ngôn tỉnh Khánh Vân. Câu chuyện Cô chủ nhỏ Nội dung phần 1 xin được diễn đọc. Tôi sinh ra ở miền núi Trung Du, một vùng quê nghèo toàn sỏi đá và cây. Ở tuổi 32 mà chưa mối tình vắt vai cũng chỉ vì gia đình tôi nghèo khó. Cũng nhiều lần bạn bè rủ tôi đi xa làm ăn nhưng tôi chưa đi được, bởi tôi còn mẹ già đang nhiều bệnh tật nhưng mới đây mẹ tôi vừa mới mất tôi không còn phải suy nghĩ và vướng bận ai hôm nay đang ngồi thì có chuông điện thoại mà bạn tôi ở dưới hà nội gọi cho lâm à dạo này khỏe không tao vẫn khỏe đang ở nhà chán lắm mày có đi làm được với tao không cùng chỗ mày làm à ừ chỗ tao đang cần người liệu mày có đi được không tao đi được bây giờ tao không vướng bận gì nữa không cần phải nghĩ ngợi đâu nhà tao khóa cửa vào mà trong nhà tao không có đồ gì đáng giá cho trộm vào cũng không lấy được gì đâu vậy thế chốt nhé bao giờ đi được đấy để tao báo ông chủ cho tao hai ngày rồi tao xuống may xuống đến bến xe mỹ đình gọi cho tao thôi chào nhé vậy là tôi bây giờ không phải lăn tăn không phải lo gì nữa. Sáng nay tôi nhờ thằng bạn đưa ra chỗ bắt xe khách, ngồi trên xe mà trong lòng hồi hộp vì công việc ở thành phố có áp lực không, liệu tôi có làm được không? Nhưng tôi cũng chấn an mình vì nghĩ rằng bạn tôi làm được thì mình cũng làm được. Ngồi trên xe khoảng 2 tiếng thì đến bến xe Mỹ Đình. Vừa bước xuống xe thì bạn tôi tên Khánh gọi Lâm ơi. Lâm ơi, tao đây này. Tôi vui mừng vì xuống xe đã có bạn đón rồi không lại phải ngồi ở cái bến xe đợi nó rồi nó đưa tôi đi vòng vèo rồi dừng lại tại ngôi nhà ba tầng nơi dành cho những công nhân và các em học sinh thuê trọ nó đưa tôi lên tầng hai dẫn tôi tới cuối hành lang rồi mở cửa nói vào đây tao với mày ở đây phòng thì rộng ở một mình thênh thang tao với mày ở thì vừa ừ tao mới xuống có chỗ ở là tốt rồi không có mày tao lơ ngờ biết chỗ nào mày yên tâm ở đây khu này an toàn chưa biết mất trộm bao giờ gái sinh thì cũng có mấy em sinh viên trường đại học nông nghiệp ở đây thích em nào thì tán em đấy không thích thì tán mấy em công nhân hi hi tôi lơ ngơ trả lời ai thèm yêu mình đã nghèo lại còn ở vùng cao thôi không nói nữa chuyện đấy nói sau mày cất đồ đi rồi tao dẫn đến chỗ ông chủ Tôi và Khánh đi bộ tầm 5 phút thì tới nhà ông chủ. Tại đây là một xưởng mộc to lớn với nhiều bộ bàn ghế và những khúc cây to còn nguyên khối. Tôi đứng ở trong xưởng còn nó đi vào phòng điều hành tìm gặp ông chủ. Một lúc sau ông chủ cùng Khánh đi ra, ông chủ nhìn to cao bệ vệ đúng ra dáng một ông chủ. Ông nhìn tôi rồi nói: "Làm ở đây công việc tương đối nặng đấy nhé, cũng có lúc cũng nhẹ nhàng hơn nhưng lúc đó thời gian hoàn thiện nó phải cần kiên trì hơn." tỉ mỉ hơn thế mai cháu đi làm được rồi chứ nghe ông chủ nói xong tôi chỉ biết dạ và vâng nói mai cháu đi làm được nói xong thì ông chủ đi vào trong khánh và tôi đứng một lúc để khánh giới thiệu cho tôi hiểu về các đặc tính của gỗ và gỗ nào là loại đắt và quý hiếm cả hai cùng đi ra cổng thì tôi va ngay vào cái xe sh của một cô bé đi đâu từ cổng vào ôi xin lỗi em có sao không tại anh mải nói chuyện với bạn anh quá. vừa nói tôi vừa đỡ cô bé dậy. Khánh thì chạy nhanh ra dựng xe dậy rồi cũng hỏi: Na, em sao không? Na tên cô bé tập tĩnh đi vào trong ngồi. Na nói cũng tại góc khuất em nghĩ không có ai nên em chủ quan không bóp còi. Thôi không sao đâu anh. Em ngồi tí chắc là đỡ ngay thôi. Mà anh là công nhân mới à? Ừ, anh là Lâm ở cùng quê với Khánh. Khánh giới thiệu luôn, đây là em Na là con của chú Quân, chú ấy là chủ ở đây. Lúc này tôi mới để ý kỹ cô bé Na, da trắng hồng, có đôi mắt to với đôi mi cong tự nhiên, môi đỏ mọng, nhìn rất xinh gái. Dáng của Na thì tôi không để ý được vì Na mặc áo chống nắng và đang ngồi, Na nói: "Thôi em không sao, hai anh có việc gì bận thì cứ đi đi, em ngồi tí là đỡ thôi." tôi và khánh chào tạm biệt rồi cùng đi về phòng vừa vào đến nhà khánh nói may là lúc đó là cô em đấy nếu mà là cô chị thì không biết phải nói làm sao nữa cô chị ngang lắm nó không biết đúng sai là gì đâu nó cứ coi nó là mẹ của thiên hạ đó nhưng con bé thì xinh lắm được cả da cả dáng rồi mặt tiền thì cô em đã xinh rồi cô chị thì lại càng xinh hơn nó xinh thì kệ nó chứ nó sai mà lại cứ cãi cùn à mình có xin của nó gì đâu mà nó thích nói sao thì nói biết vậy nhưng bản tính nó luôn hiếu thắng nó có cô em hiền bao nhiêu thì nó lại ngang ngược đáo để bấy nhiêu thôi tao nói để mày biết để mà tránh chứ dây vào lại thêm mệt người tôi thấy khánh nói vậy cũng im cho qua rồi hỏi chợ gần đây không mày chở tao ra chợ mua ít đồ dùng cá nhân và mua đồ về nấu ăn khánh cười quên tao không nói với mày cơm thì chưa ăn ở xưởng còn chiều tao với mày đi ăn cơm bụi chứ lúi húi nấu ăn mệt lắm mất thời gian thời gian để đi chơi còn hơn một lúc sau tôi đã được khánh trở ra đến chợ khánh không vào chợ mà ngồi ở quán cà phê ngồi đợi tôi vào đến chợ tôi vừa mua được cái bàn trải đánh răng và cái khăn mặt thì bỗng ở đâu nghe tiếng hô cướp 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 tiếng hô lúc một gần về phía tôi hơn tính tò mò tôi ngó ra thì thấy một thanh niên đầu chọc trên tay cầm chiếc ví đang chạy về phía của tôi mọi người lúc đó tôi không thấy vây bắt mà lại cứ giạt ra để tránh đường cho tên cướp chạy thấy nó chạy gần đến tôi tôi vờ thụt vào trong để tránh như mọi người nhưng rồi bất ngờ lao ra thật mạnh khi nó chạy đến đúng chỗ tôi đứng tôi lao ra mạnh quá khiến tôi và nó ngã nhào khiến tay nó cầm chiếc ví bung ra nó nhanh chóng đứng dậy nhưng không kịp nhặt ví đã rơi lúc ngã rồi nhanh chân cháy mất tôi thấy nó bỏ lại ví thì cũng không đuổi theo nữa mà cầm ví lên vừa cầm lên chưa kịp định hình thì có cô gái từ đâu lao vào giật chiếc ví trên tay rồi tát cho tôi hai ba cái đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì cô ta vừa thở hổn hển vừa nói cái đồ ăn cướp bố láo bố toét cho mày chừa cái thói giật trộm đồ của người khác đi nhé lúc này tôi vừa tức vừa thanh minh tôi có phải là cướp đâu tôi lấy ví lại cho cô đấy chứ có tiếng nói ở gần đấy chen vào nó vừa lao vào đẩy thằng kia ngã xuống rồi mới lấy được ví lại đó tay nó còn đang bị sát kia kìa không cảm ơn nó lại còn đánh chể nó một vài người gần đó cũng nói xen vào đúng rồi xin lỗi nó đi làm ơn mắc oán Lúc này cô gái mới đứng đơ ra vì bị nhiều người nói quá, xin lỗi anh nhé tại em cứ nghĩ là anh giật đồ của em, mà cô không thấy vô lý à, cướp xong lại đứng đây cho đánh và cô lấy lại ví, cô phải biết nghĩ chứ. Cô gái lý nhí, tôi xin lỗi cũng vì lúc đó quýnh quáng quá tôi không nghĩ được như vậy. Thôi không có gì, sau này cô làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ, tôi điên quá nên nói một thôi một hồi. Cô gái cúi mặt không nói gì nên tôi cũng thôi không nói nữa. Lúc này tôi mới thoáng để ý nhìn cô sinh gái thật nhưng không biết điều gì cả. Trên đường về Khánh Trêu, ai bảo mày thích làm anh hùng lắm cơ? Tao thấy bọn nó chạy qua trước mặt không lao vào lại bảo thằng con trai có thế mà cũng sợ, mà mày biết tính tao rồi, thấy ngứa mắt thì tao như vậy đó. Thôi về qua quầy thuốc tao mua cho lọ thuốc sát trùng tối đến tôi mới thấy tay hơi đau do lúc lao ra va và chạm vào nó mạnh quá vết sát thì không đau mà chỉ hơi rát một tí đêm đó cũng tại là nhà nên nằm mãi tôi không ngủ được khánh nằm bên thì ngáy rõ to làm tôi càng khó ngủ hơn đến khi chợp mắt được tí thì trời lại sáng tôi cố nằm lì thêm một lúc thì khánh gọi dậy thôi dậy ăn sáng rồi đi làm hôm nay mày mới làm Buổi đầu đi sớm mua tí quà chào các anh em cái cho phải lẽ. Tôi và Khánh đến xưởng vẫn chưa có ai đến, chỉ có duy nhất bác bảo vệ vừa mới mở cửa đang ngồi uống nước chè, tra hỏi xong tôi và Khánh được bác mời ngồi uống nước. Lúc này mọi người dần dần đến đông đủ, tôi được Khánh giới thiệu là người cùng quê. Tôi cũng giới thiệu thêm về bản thân và nhờ anh em giúp đỡ trong quá trình làm việc anh em chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ những đồ mà tôi vừa mua để làm màn chào hỏi ngày ra mắt. Ngày đầu đi làm công việc diễn ra thuận lợi. Nhưng tay tôi đau nên không làm được những việc quá nặng mà phải nhờ anh em. Cũng may anh em thông cảm cho sự cố của tôi trong ngày hôm trước bị ngã. Hai hôm sau tôi và Khánh đang trên đường đến xưởng thì gặp đúng cảnh chớ trêu. Hôm nay Khánh và tôi đi xe máy để tí Khánh đi lắp đặt cho tiện dừng xe trước cửa hàng tạp hóa. tôi vẫn còn ngồi trên xe. khánh thì đi vào mua gói chè thái mà bác bảo vệ gọi điện nhờ mua. tôi vẫn đang ngồi trên xe nhìn vào trong quán nên tôi không để ý ngoài đường. bỗng dầm một cái, tôi ngã bịch xuống đất. chiếc xe máy thì đổ trổng trơ ra. hóa ra là có chiếc ô tô lùi để quay đầu. do lùi quá chớn nên quẹt vào cái xe đang ngồi. khánh thấy vậy chạy ra đỡ tôi dậy mày bị sao không cũng may nó quệt vào cũng nhẹ lúc này trên xe bước xuống một cô gái vừa xuống cô cái đã oang oang đỗ xe thì phải đỗ đúng chỗ chứ đỗ ngoài đường thì như vậy có ngày xe nó đâm cho thì đi mà chịu tôi chưa kịp nhìn cô bé là ai thì khánh đã chạy ra xin lỗi cô bé tôi thì đi ra sau vừa đi tôi vừa nói cô lùi thì cô phải nhìn chứ để rồi không may gây tai nạn lúc đó hối hận cũng không kịp. Khánh thì kéo tôi lại. Thôi mày, không có gì đâu. Tôi vẫn tức vì nó lùi không nhìn lại còn nói ngang. Đến khi lại gần thì nhìn hóa ra là cô bé mấy hôm trước gặp ở chợ. Thì ra lại là cô. Cô đã sai lại còn nói cùn. Tôi trên đời này chưa gặp được cái loại nào cùn như cô. Cô gái gặp tôi thì cũng ngạc nhiên. Ơ là anh à. Là tôi thì sao? cô là ác mộng của tôi đấy đến hôm nay tay tôi vẫn còn đau đây cô gái gặp tôi thì không nói nữa khánh thì cứ kéo tôi thui nhanh còn về làm tôi ngồi lên xe còn tức nói với theo cô nhìn tôi đây liệu mà tránh lần sau tôi không để cô yên đâu ngồi trên xe về xưởng khánh mới nói cô bé đấy là mơ con ông chủ là chị của na cô bé chính là đứa mà khánh đã kể với tôi trước đó đúng là cái con bé mà tôi mới gặp hai lần mà lần nào cũng có chuyện để nói nó là con bé đó có một không hai mà tôi được biết